Hello, em trung tâm điện tử Tà Moi Chí Linh xin gửi lời chào đến toàn thể các bác quay trở lại video buổi chiều ngày nay, tiếp tục lên sóng giới thiệu đến các bác những cặp loa Mỹ Bái PV bên em vừa về. Đấy, thì trước mặt các bác và anh em đây là hai cặp loa Mỹ Bái PV Bass 40. Đấy, hai cặp loa Mỹ Bái PV Bass 40 đây các bác này. Đấy, hàng vừa về nguyên mộc bãi các bác nhá. Đây, Bass 40. Đấy, sử dụng từ 220 côn 100 các bác, hàng nguyên zin nguyên bản, một tép kèn, một tép xì đây các bác. Đấy, một dòng loa 3 đường tiếng karaoke nghe nhạc chất hết bài các bác nhá. Đấy, hàng nguyên mộc bãi này các bác này. Đấy. Đấy, loa vừa về thì bên em test thử luôn đây các bác này. Đấy, em vừa test thử hết rồi các bác nhá. Đấy. Đấy. Bát, tép, xì là đều nguyên zin hết các bác. Đấy, phân tần nguyên zin nguyên bản, hàng nguyên tây các bác nhá. Đấy, thùng vách đẹp này các bác. Dòng này karaoke nghe nhạc chất phải nói là hết bài đây các bác này. Đấy, loa Mỹ Bái PV 115 TS 35 mã này các bác. Hàng được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Đấy, tem nhôm còn đầy đủ hết đây các bác này. Đấy, PV này. Đấy, model 115. Đấy, hàng nguyên zin hết. Đấy, thùng vách đẹp. Dòng này bát của nó rất mềm, sâu, chắc, uy lực các bác. Đây, các bác quan sát căng này. Đấy, cái tem này. À, PV. Đấy, BV đúc. Đấy, hàng nguyên zin hết các bác nhá. Đấy, này. Đấy, thì buổi chiều nay bên em về được hai cặp loa Mỹ Bái PV Bass 40. Đấy, và ba cặp House Center. Loa bãi xịn Tây Ban Nha các bác nhá, Bass 25. Đấy, hàng đẹp xuất sắc. Audio Center, một dòng loa phải nói là thương hiệu rất nổi tiếng, có gói model PF10. Đấy, Bass 25. Đây là sơ ri của loa các bác. Đấy, thùng gỗ sơn cát các bác nhá. Đấy, thì những cặp loa Audio Center PF10 này đang có giá đầu tư là 7 triệu các bác. Đấy, giá rất hợp lý trong thời điểm này các bác anh em chơi audio. Thì hai cặp loa Mỹ Bãi PV 115 Bass 40 sử dụng từ 220 côn họng 100 này thì đang một giá đầu tư rất hợp lý các bác nhá. Đấy, 17 triệu bao ship toàn quốc cho các bác anh em những cặp loa Mỹ Bãi PV 3 đường tiếng 115. Đấy, Bass 40 nhưng sử dụng từ 220 côn họng 100 các bác. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ, thông số thùng, kích thước chiều cao của cái model này thiết kế chiều cao rất nhỏ gọn thôi các bác nhá. À, khoảng trên 70 chiều cao, bề ngang này là khoảng 52. À, sâu của thùng là khoảng 40 cm. Đấy. À, thùng vách đẹp, nội thất nguyên zin từ A đến Z. Với mức giá đầu tư 17 triệu bao ship trong thời điểm này, giá rất hợp lý cho các bác chơi audio những cặp loa Mỹ Bãi PV. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, các bạn anh em có nhu cầu kết nối Zalo hai số điện thoại trên, bên em sẽ gửi cụ thể chi tiết nội thất loa cho các bác anh em nhá. Đấy, loa vừa về thì em chưa có thời gian tháo nội thất các bác. Em chỉ test qua để kiểm tra cái độ nguyên zin nguyên bản bát tép xì và phân tần. Đấy, không có một cái trục trặc nào cả các bác nhá. Đấy. Rồi, ok, xin chào tạm biệt các bác, xin hẹn gặp lại các bác mình em ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.